Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một cái con LG V60 bản Docomo nha các bác nhé. Thì cái con này nó bị vỡ đắp lưng như các bác thấy đây. Nó vỡ nát bét như này rồi. Thì chắc chắn là cái con này là áp suất nó vẫn mất rồi nha các bác nhé. Thì con này tất cả chức năng nó được bình thường nha các bác. Pin còn rất tốt nha các bác nhé. Pin này cực ngon luôn. Và em cũng đã mua một cái lắp lưng khác đây để em thay cho nó. Thì cái lắp lưng này nó được zin nữa các bác nhé. Ở đây nó còn nguyên cái siêu viền này. Dán lại em nghĩ là sẽ còn lại áp suất thôi, và siêu camera này, camera đương nhiên là chưa trước tí nào rồi, và em sẽ đóng lại con này xem là nó có áp suất nha, và tí nữa em sẽ cho các bác xem là cái linh kiện của này xem ok không nhé các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ đi khò nhiệt nó nhé các bác nhé, các bác chờ chút. Rồi các bác, thì em vừa khò nó đây, nhưng mà thực sự là khi mà khò thì nó vỡ mà, cho nên nó khó, rất là khó bị khó khó lấy được nó ra toàn vẹn này, cho nên là phải bóc từng miếng như này này. Tại cái việc bóc như này nó sẽ khá lâu nha các bác nhé, cho nên em sẽ phải lại phải tua đi các bác nhé. Em lại phải để chờ em bóc hết cái này các bác nhé. Thì sơ qua này em nhìn này này, các bác nhìn này, cụm camera còn mới tinh này, chưa hề có cái vết như cái chỗ này, chưa hề có vết động chạm vào vân tay này, cục pin còn nguyên này, nguyên si luôn này, chưa bị cậy lên này. Cái này thì vừa cho em động vào thôi, và các ốc cũng thể rất còn mới tinh nha các bác nhé, mới tinh luôn, mới tinh luôn, không có cái vết xước gì ở ốc này luôn các bác nhé. Đây thì em sẽ chờ em để em tháo hết này ra anh em ạ, tại vì nó hơi lâu rồi. Ôi, cái mấy cái nắp lưng này mà nó bị vỡ rồi, không không dễ ăn thế nào các bạn. Cậy, cậy chảy cả máu rồi các bạn này. Qua kia gửi các bác nào mà cậy những cái nắp lưng này kiểu kiểu này, các bác chú ý nhé, cẩn thận chút, không chảy cả máu đấy các bác nhé. Rồi cái các bác, thì sau một hồi chảy ra sau thịt thì em cũng gỡ được hết cái kính còn dư viền này này, và đã vệ sinh được cái keo ở đây rồi. Đây, giờ em sẽ mở ra cho các bác xem nhé. Đây, ốc còn chặt lắm các bạn, khít lắm. Em cũng muốn tháo ra để xem con Nhật này nó làm cái chân sạc như nào, tại vì các bác cũng biết rồi đấy, cái bộ con Docomo bản Nhật này này, nó cái chân sạc ấy em thấy nó chắc chắn hơn ấy. Em có bán cái này mà, cho nên em thấy là khi mà em bán cái con Docomo này này, em thấy rất tự tin về cái chân sạc của nó ấy. Đấy, em bán không con nào bị bảo hành cái lỗ chân sạc này cả, trừ khi là nhiều khi là nó sạc nó không đầy pin 100% thôi. Cái đấy thì nhiều khi nó là lỗi do phần mềm nó có giới hạn hay sao, hoặc là cũng có thể là pin lô các bạn đấy. Nhưng mà cái con pin con này thì các bác nhìn chưa cần mở ra các bạn biết là pin nó là pin xịn rồi. Ok luôn. À, tháo ốc nó sẽ hơi lâu các bác nhé. Rồi, ok, còn ốc nào nữa không nào? Ôi trời trời rồi. Ok các bác, hết mọi ốc rồi. Cậy từ đầu ra đây, con này nó khó, hơi khó cậy một chút. Thôi, còn một cái nữa, tí quên. Nhìn kiểu gì vậy? Rồi, ok các bác. Đây các bác này, em tháo ra rồi đây nha các bác nhé. Đây này, cái main của nó còn còn rất là ngon nữa nha. Đây này, chưa hề có cái dấu vân tay nào cả. Đây, mỗi chỗ này tí nữa em vừa nãy em chạm mà thôi. Đấy, nó ở cạnh ngoài này mà. Đây các bác, pin này. Đây này, các bác nhìn thấy đây này, pin của bản Nhật này này, nó cũng khác hoàn toàn với cái pin của những hãng khác nhé, à, của những bản khác nhé các bác nhé. Em sẽ cho các bác xem cái cục pin của những cái bản khác đây. Đây, em sẽ cho các bác xem một mớ pin này, pin lô này, pin lô này. Đây, pin đây, hai cái pin lô đó này các bác này. Đây thì đây, pin xịn này. Đây, cái nào xịn hơn? Đâu, cái nào cũng như nhau nhé. Đây các bác có thể thấy này, hai cục pin này đều là cục pin xịn nhé các bác nhé, cục pin xịn. Nhưng mà
Hai cục pin này nó là của cái hãng gì đây này, của một cái đơn vị sản xuất cho LG thôi. Còn cái pin của cái bản Nhật này nó lại có cả tiếng Nhật các bác nhé. Đây cái tiếng Nhật này, đấy, LG Electric Japan luôn này, đấy. Các thấy không? Pin của Nhật cũng khác luôn nha các bác nhé. Đấy, con pin này, pin của này còn rất tốt các bác nhé. Đấy, em dùng nó vài ngày nay rồi em thấy nó quá ngon luôn. Đương nhiên thì các bác mà thay những cái pin pin linh kiện kiểu như này thì cũng được thôi, nó sẽ sử dụng cũng thời gian đầu cũng rất là ngon, nhưng mà về sau thì nó sẽ dần dần nó kém đi nhá, nó kém nhanh hơn. Hay còn đây là pin zin nha các bác nhá, zin rất là đẹp luôn. Đấy, và em sẽ định mở ra để em xem ở trên sạc nhưng mà có vẻ là hơi khó rồi, nhưng mà thôi cứ đã chót công thì em mở nó cái nốt cái này ra để em ngó xem nó trên sạc nó như nào. Thì các bác biết rồi đấy, nó khá là khó nếu mà cái đồ zin như này này, cái máy zin như này nó tháo ra rất là khó, nó khó hơn đấy. Để em thử xem nào. Ôi, chắc lắm. Ừ, tại vì em tháo ra không muốn làm tổn thương đến những cái cục pin này, không muốn làm trễ va chạm với nó, nhưng mà có vẻ là khó rồi, không va chạm thì khó khó mà làm được. Đây các bác, dùng cái đồ bẩy này. Đấy, ok các bác. Thì đây, tháo đến đây thôi, tại vì cái cục pin này nó gắn rất là chắc ở dưới này nhé. Nếu như các bác muốn tháo ra là các bác phải đổ keo hoặc là khỏi nhiệt nó ra thì nó mới ra, cho nên em cũng không muốn tháo ra. Em không muốn động chạm đến cái cục pin đấy thì em chỉ tháo cái này thôi. Và các bác biết rồi đấy, khi mà các bác tháo một cái máy nào ra mà các bác muốn biết nó zin hay không ấy, thì nhiều khi những chi tiết nhỏ nó cũng ảnh hưởng nha các bác. Ví dụ đây này, cái loa ngoài này này nó có rất nhiều bụi này đấy. Nếu như một cái máy thay linh kiện ấy thì chắc chắn là cái này nhiều khi là người ta sẽ vệ sinh đi cho nó mới. Đây là còn rất nhiều bụi này. Và các bác biết rồi đấy, nhiều bác cũng than thở là con V60 nó bị rè loa ấy, nó bị rè loa ấy. Đấy, nó bị rè loa nhá, thì nhiều khi nó do bụi nó đọt vào đây này, nên các bác vệ sinh sạch nó đi là được. Đấy, rồi xịt xịt nó đi. Ok các bác. Đó. Thì đây em sẽ cho các bác xem cái chân sạc của con này. Đây này các bác nhìn thấy không? Các bác nhìn thấy nhá. À, chân sạc của nó đây này, nó đổ keo rồi này. Đấy, cái keo nó màu màu xanh, hơi xanh xanh lơ lơ này này. Đây bên dưới đây này. Đấy, em cũng không muốn tháo ra, không muốn đụng chạm vào nó. Đấy, nó còn rất là ngon mà. Không muốn đụng chạm vào nó, không muốn có dấu vân tay ở trên đấy luôn. Đó. Thì em thấy là nó con này là zin hoàn toàn luôn đấy các bác nhé, rất là đẹp luôn. Rồi nói chung là cái main này này, cái main của con Nhật này này em thấy nó giống hoàn toàn như main của con T-Mobile các bác nhé. T-Mobile giống y chang luôn, không có thứ khác gì cả đâu nhé. Riêng cái main của con version ấy, thì là nó có thêm hai cái cáp ở đây nữa, ở chỗ này với chỗ này, và chỗ này nó có cái socket đây nữa, chỗ này có một socket nữa. Đấy, và chỗ này của version nó có một socket nữa. Đấy, thì con này giống hệt như là T-Mobile nhé. Đây em nghĩ là chữ chữ này là của linh kiện của T-Mobile này. Đấy, ok các bác. Đó, con này thì em chỉ tháo nó thôi, em không muốn tháo vào bên trong nữa. À, vẫn tháo các bạn, để tháo cho bác biết xem là bên trong nó còn miếng đồng tản nhiệt không. Nhiều bác có quan tâm nhé, nhiều bác có quan tâm là nó còn miếng đồng tản nhiệt hay không thì em tắt máy đi nhé. Đây, tắt máy đi lúc này. Chờ chút, chờ tắt máy đi đã. Tỏa tắt rồi đấy. Thì có tháo thì tháo cũng phải tháo pin trước nha các nhá. Em sẽ cố gắng làm để làm sao để nó không vương lại cái dấu vân tay của em trên đây, nhưng mà không biết có được không. Ok đó. Hy vọng là nó không để lại dấu vân tay em thế này, tại vì nhiều khi nhiều những cái thao tác nó phải mạnh bạo hơn thì có thể nó để lại vân tay các bạn, nhiều khi không đỡ được. Rồi các bác xem clip thì có thể nó sẽ rất là dài, các bác thông cảm nhé. Ok, tháo cái này ra nữa.
Ok các bác, đây đây bên trong thế còn rất đẹp các bác nhé, đấy, rất đẹp luôn, chưa hề có dấu vân tay, miếng tản nhiệt cái thứ này cũng còn ngon ý chang luôn đấy. Ok các bác nhé, thì em sẽ cố gắng không chạm vào nó nữa để cho nó khỏi bị vân tay. Để đây đi, rồi ok các bác, thì đây các bác có thể thấy là bên nó rất là đẹp và còn nguyên cái miếng đồng tản nhiệt ở đây, miếng to đùng này này đấy, con V60 này tản nhiệt rất tốt cho nên anh em sẽ thấy là dùng nó rất là mát là vì vậy. Còn nhiều bây giờ đúng là nhiều ông dựng dựng máy mà không không giữ lại được cái miếng đồng tản nhiệt này. Thực ra đây là một cái miếng gọi là cái buồng ấy, nó rỗng ở bên trong đấy các bạn, nhưng mà cũng không có quan trọng, miễn sao nó tản nhiệt tốt là được đấy các bạn. Thấy không, pin con này hoàn toàn zin rất là đẹp các bạn nhé, từ lá đồng này, từ tất cả các linh kiện này, pin này, các pin này, pin chất không, nói thật từ bao giờ mà tìm được cái cục pin mà nó nguyên bản như này thì khó lắm, chưa hề bị cậy nha, chưa hề bị cậy luôn, thẳng băng luôn đó, vân tay cái thứ này đẹp nét luôn, cụm chân sạc nét luôn này, cụm chân sạc rất là nét luôn đó, chưa hề động chạm nha các bạn nhé. Ok, em sẽ vệ sinh qua cái chỗ loa này đi đấy, và em sẽ đóng lại xem là liệu em đóng lại thì nó còn áp suất không, tại vì em thực sự với bác là từ trước đến nay em đóng máy là em không bao giờ đóng áp suất, tại vì em thấy là quan niệm là áp suất nó không còn quan trọng nữa, cho nên là nhiều bác cứ còn quan trọng thì kệ, thì nhiều khi là các bác bị bịt đấy. Đóng lại áp suất dễ lắm, này các bác mua cái lắp lưng nó còn nguyên cái gioăng như này, các bác đóng vào thì nó có thể sẽ còn áp suất thôi, hoặc là đóng ngon thì sẽ còn áp suất thôi. Ok các bác, thì các bác theo dõi tiếp nhé, tại vì em không muốn dừng nữa, không muốn cắt sửa nó nữa, kệ nó dài tí các bác thông cảm. Em sẽ cho cái mê nó vào để các bác nào mà thỉnh thoảng các bác thích nghịch thì các bác cứ làm như em cũng được, chú ý là làm cẩn thận chút là được. Thô thức là đúng là nếu như mà anh em nào làm máy mà không để chạm đến cái mên này thì đúng là hơi khó cho anh em mới làm việc, thật sự là như vậy, nó không không thoải mái ấy. Kiểu gì cho nên là đi vào tay thợ ấy, đưa vào tay thợ cái thứ là thường thường là dấu vân tay đầy luôn, tại vì người ta không thể cẩn thận được như này đâu, người ta không cẩn thận từng cái con đấy, không phải từng cái socket như này được, đây ngay cả socket đấy các bạn thấy thế này, nó cũng phải, các bác cũng phải, thứ nhất là có thể dùng dùng bó tay, hoặc các bác có thể dùng bó tay, nhưng mà bó tay nhiều khi vẫn để lại vân tay các bác nhé, để lại cái lớp bẩn bẩn này, nhưng mà em không có bó tay, chấp nhận rồi, em sẽ đóng lại con này thật là ngon, bác nào mua lại con này thì em cũng bán luôn nha bác nhé, con này thì quá ngon này, các bác cứ về dùng yên tâm rồi các bác ạ, không phải lo cái nghĩ cái gì cả, đồ bên trong này quá ngon luôn đó. Đó. Các bác. Rồi, em đã đóng xong rồi đấy. Đóng xong rồi nhá. Và em sẽ dùng cái tăm bông ấy. Cái tăm bông này này. Em sẽ lau qua những cái chỗ mà em vừa chạm tay vào cho nó sạch đi đấy, cái này vừa chạm mà còn lau được, cái này vừa chạm này không tránh khỏi các bạn đấy, nhiều khi là các bạn nhé. Đấy. Và cái camera này vừa nãy này em rất là cố gắng là không để chạm vào camera nhá, cho nên các bác yên tâm, camera này sẽ không có bụi đâu, em sẽ xịt bụi qua đi nữa. Rồi đóng lại cái NFC,
Ok các bác, là em sẽ gửi nó đây. Clip nó sẽ rất dài các bác nhé, các bác thông cảm nhé. Ốc này các bác nhìn ốc của nó này, nhìn cái mỡ ốc của nó này, mỡ ốc của nó V60 xịn này, ốc nó phải màu xanh xanh như này các bác nhé. Các bác nhìn này này, V60 xịn này, ốc nó sẽ phải màu xanh xanh như này nhé. Đó, ốc là màu xanh xanh và đẹp nét như này. À, em cũng bán nhiều cái con điện thoại Docomo này này, thì em thấy là anh em dùng rất là ổn định nha các bác nhé. Nhiều khi nhiều trước đây thì em cũng nghĩ là cái bản Docomo này sóng nó sẽ yếu ấy, nó sẽ có thể là yếu nhất đấy, nhưng mà thực ra là em là chủ một cái nhóm LG rất là lớn, thì em chỉ thấy anh em là nói là bản version, có nghĩa là chỉ thấy anh em là kêu ca cái bản version là sóng nó chập chờn hoặc là nó không ổn định thôi, đa số là ca thán cái bản version thôi, chứ còn bản Nhật thì em thấy đấy chả ai ca thán được cả. Cũng có thể một phần là anh em cũng biết là bản Nhật sóng nó đã hơi hơi yếu hơn rồi thì em cũng không than nữa hay sao ấy, nhưng mà em thấy là anh em mua hàng của em thì thấy bảo hỏi sóng cái thứ thì thấy anh em bảo dùng bình thường chả sao cả. Cũng có thể là chỗ của anh em ấy, chỗ ở của anh em ấy thì sóng nó tốt thì là ngon, nhưng mà cũng có thể là nhiều bác ở nơi vùng sâu vùng xa có thể là không được ngon thôi. Đó. Chứ còn thực sự là nếu mà ở riêng LG V60 thì cứ bản T-Mobile là ngon nhất, em đã khẳng định với bác một điều chắc nịch như thế, tại vì em bán tất cả các bản rồi em đều thấy là bản T-Mobile là ngon nhất. Nhiều bác cứ phủ định cái đấy thì kệ bác thôi, em chịu. Giờ tranh luận thì cũng mệt lắm. Tranh luận những cái vớ vẩn này thì nó lâu lắm, đau đầu lắm. Ok, để em xoáy hết cái ốc này các bạn. Đây, các bác kiểm tra xem còn cái ốc nào. Nhiều bác này, nó thật là nhiều bác xem cái clip em dựng máy xong rồi các bác bảo đó, chả biết ông có đắp đủ ốc không. Em chịu. Chắc chắn là không bao giờ em lắp thiếu ốc nào cả các bạn. Nếu mà thiếu ốc em sẽ tìm chỗ khác để thêm vào, không phải lo. Cái chuyện đấy thì không bao giờ có hiện tượng mà em dựng máy mà nó thiếu ốc cả. Và em thường thường là nếu như cái máy nào camera bụi thì là em vệ sinh sạch lắm, không còn bụi nào luôn. Cái này thì đáng nhẽ là phải có máy hút bụi tốt hơn, đây thì máy thổi bụi thôi. Ok các bác, đấy xong rồi đấy, em sẽ tiếp tục làm những cái nắp lưng này. Đấy, em bóc luôn cái nắp lưng này ra luôn, mới đẹp đẹp các bác nhé, đẹp đẹp luôn. Đây tiếp tục em sẽ bóc cái lớp đây, cái lớp bảo vệ camera này, nó ngon chưa, mới tinh thì tinh, lét là nẹt, hy vọng là áp suất lên các nhé. Rồi em bóc tiếp mấy cái này nữa để em dán nào. Bóc từ đầu nhỉ, cái này chả thấy cái điều đầu đuôi đâu mà bóc cả. À đây rồi, đây rồi, ok các bác. Đấy. Ôi giời. Ôi giời. Chả hiểu cái này nó bị đứt các bạn ạ. Nó bị đứt cái này rồi. Thì chắc chắn là không còn áp suất rồi. Chán quá thể các bạn. Hơi bị đen. Đây này, đến chỗ này nó bị đứt này. Đấy, nó đứt từ trước rồi. Đấy. Đen quá. Thôi thôi thôi. À, vậy nào, hỏng kế hoạch rồi các bạn. Đổ bể hết. Thôi nhưng không sao, vẫn cứ đóng lại thôi, vẫn cứ phải đóng lại thôi, xem thế nào. Đây là chỗ này trước để mà mở ra đây này. Đấy, đổ bể hết rồi. Rồi em sẽ cố gắng em cầm cái này để em cho vào đây.
hy vọng là nó vẫn còn tác dụng. Đây các bạn, nhiều khi là làm mấy cái đồ này nó không được chuẩn chỉ đâu. Đấy, chút thôi là đã đi mất cái này rồi. Chán quá nhỉ. Nó không liền được này, nó không gắn được, nó không tới được cái chỗ này này. Đấy, tạm tạm rồi đấy các bạn. Tạm tạm tới rồi đấy. Hy vọng là ổn các bạn. Đấy, em thấy là nó cũng cũng tới tới rồi. Hy vọng là nó sẽ ổn. Ok. Đây là lần đầu tiên em đóng gáp suất đấy các bạn. Cho nên là cũng không có kinh nghiệm, là cũng đúng thôi. Bóc ra nó không không chính xác ấy. Đấy, những chỗ này thì ok này. Được rồi. Em sẽ thổi bụi cho nó phát nữa. Rồi em đóng vào nhá. Đây này. Mới nhưng mà vẫn có bụi này, có cái vết, có cái gì này. Không lấy được các bạn. Mấy cái nhíp khác. Rồi, ok luôn. Chỗ này là cái gì à? Sắt các bạn. Đây này các bạn, chỗ này nó bị đứt tí này. Em đã ấy vào, sát vào rồi để tí nữa. Hy vọng là nó ổn. Ok các bạn. Ui giời, bật điện các bạn. Đây cái đèn này. Sao tự nhiên nó tối thế nhỉ? Sao tự nhiên nó tối nhỉ? Camera tối thế nhỉ? À, cái này, camera phải đang hết pin các bạn. Tự nhiên nó tối quá. Thôi em phải lắp vào nhanh nhé con nhé. Nó hết pin các bạn. Quay nhiều quá nó hết pin quên mất. Thôi rồi, lắp vào được rồi. Hết sức thông cảm. Cái này thì phải căn cho nó chuẩn. Rồi các bác cứ căn chuẩn nó vào thôi, là nó vào thôi. Ok các bác, đó đó, em bật trên tủ bật nguồn nó lên chứ không, máy quay em nó đang hết pin rồi đấy, rất là khít các bạn. Em cũng để nó chuẩn đấy, để nó chuẩn thì nó đã sẽ rất khít thôi. Đấy, con này rất mới nhá nhá. Như tận em quay các bác một vòng cái ngoại hình này, con này rất mới luôn nhá. Các bác không phải lo nhé, con này gần như không vết xước nào. Đó, rất là đẹp luôn. Đó. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Không vết xước nào luôn. Đó. Rất đẹp luôn các bác nhá. Rồi, ok. Mặt lưng thì các bác biết rồi đấy, mất mới luôn. Còn cái mặt trước này em cũng sẽ quay cho các bác luôn để các bác mua để các bác khỏi lăn tăn. Chức năng thì ok nhé, em đã test rồi.
thì em chỉ test lại một cái áp suất thôi, vì cái nó quá dài rồi. Đây các bác nhìn thấy này, mặt kính rất là đẹp này các anh nha. Đó, không thấy trước nào. Chỗ này không phải trước rồi, ok. Em sẽ vào thử xem có đóng như vậy có áp suất không. Hy vọng là có áp suất. Có thể là chưa kín, thôi kệ nó, cứ thử xem nào. Kiểm tra mỗi áp suất thôi. Đây các bác thấy không? Áp suất nó đang giảm 1008.4. Không có áp suất các bạn. Vậy là chứng tỏ là em đóng không tốt. Không tốt rồi. Không có áp suất rồi, chán quá. Hở chỗ nào đây? Không lẽ hở chỗ này này. Ép chặt nó xem nào. Chán quá các bạn ơi. Không thế mà không có áp suất, chịu luôn. Cũng thế, nó cũng hơi hở thật. Có thể là em phải 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 buộc cái nịt vào cho nó. À đấy, lên rồi đấy. Này các bác, có nghĩa là cái chỗ lưng này nó hơi hở tí này, tại vì có thể là phải phải dùng cái nịt buộc chặt nó vào. Buộc chặt nó vào, đấy. Buộc chặt nó vào nhá, thì nó sẽ có áp suất thôi. Này này, em giữ này này. Đấy lên đấy. 4 đến 3 đến 4 5 này. Đấy thì có nghĩa là nó sẽ lên thôi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, cái các bạn là em chưa kín thôi. Đấy, nó sẽ lên nhá các bạn nhá. Thôi thì coi như là đấy các bác nếu mà đóng áp suất thì các bác cứ làm như vậy. Tại vì kinh nghiệm em không không nhiều cho nên là em đóng được như vậy thôi. Đấy, ok các bác thì con này em đang bán với giá là 3 triệu 7 thôi nhá các bác nhé. Em bán thực sự là tại vì các bác thấy rồi đấy. Nó linh kiện thì ok rồi, hoàn toàn bác vừa xem clip rồi thì thay lắp lưng như vậy nhưng mà được cái là nó như mới luôn các bác nhé, như mới hoàn toàn nha các bác nhé. Các bác nào mua cái máy này thì yên tâm mà mua, nó quá đẹp luôn rồi, không phải lo các bác nhé, rất yên tâm mà dùng, nó chân sạc thứ ngon lành luôn nha các bác. Đấy, linh kiện các thứ đấy lên này, lên áp suất này các bác này, đấy đấy đấy, ok các bác nhé, rồi ngon đấy, nói chung là áp suất cũng dễ thôi. Thì nhân tiện đây em test cho các bác cái đây này. Pin này các bác nhìn thấy không? Từ nãy giờ thao ra thao vào mà nó có tụt đâu. Em sẽ cắm máy tính cho các bác xem luôn, nhưng không may các bác về các bác không yên tâm. Quan trọng mỗi cái chân sạc mà. Máy tính này. Đấy, nghe tiếng kêu đấy các bác nhá. Máy tính kêu đấy. Cắm sạc 18W đây. Em bật cái nguồn cho nó đã. Đây các bác. Đây là sạc 18W này. Con này thật sự là cắm sạc sướng đó các bạn, nó chắc chắn đấy. Đấy. Đấy các bác ngon luôn. Đây sạc 25W này. Ok các bác. Đó, cái con này thì phải nói là các bác tại vì con này là em đã dùng 1 2 ngày nay rồi, phải gần 2 ngày nay rồi thì em mới biết được là pin của nó rất là tốt nha các bác nhé. Tại vì các bác bây giờ lại bán nhiều máy thì không thể nào mà test pin được, nhưng con này chẳng qua là nó bị vỡ lưng em cũng muốn dùng xem nó thế nào, nhưng mà thực sự là pin này nó rất tốt luôn, và chân sạc của nó cũng rất là tốt luôn. Đây camera đây các bác nhìn này, nó quá nét luôn, nó rất đẹp luôn. À, ok các bác nhé. À, con này thì phải nói này, nó bác nào mua về dùng, về dùng hoặc gì các bác không phải lo gì nữa nhé. Thứ nhất là ngoại hình đẹp này, nội thất đẹp này, chả có gì mà phải chê con này cả, trừ nó là cái bản Docomo thôi. Docomo thì các bác nhiều bác không ưa bản Nhật thôi. Rồi ok, clip nó quá dài rồi, chào các bác nhé.